Do tác động của COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không Việt Nam sẽ không khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ, mà thay vào tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hãng đã lập kế hoạch khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa một ngày. Dự kiến trong ngày cao điểm nhất, số chuyến bay khai thác tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không sẽ tăng khai thác vào các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ sáng ngày kế tiếp.